Chào cô chú anh chị nha, em có còn con Cinderella 393 đẹp lắm. Chưa có vệ sinh đằng bãi, chuẩn bãi về, chưa vệ sinh đồ dẹp nha. Có một con duy nhất, về lô có con duy nhất. Ui, lọc gió là con đẹp. Jean ha, hàng jean. Jean bãi phải nha. Về dọn, tự dọn nha anh mọi người. Còn anh em nào muốn dọn thì thêm tiền nha. Quay cho người tổng thể xem cái nha. Có xả áp luôn nha, máy này có xả áp luôn nha. 393 ốp làm đẹp ghê ha. Này nó xài xích, xích chuột luôn. Thì cái con 353 này mọi người về lên cái xích xích 91 hoặc là xích xích lỡ cắt nào ngon, làm này khoảng 3,5 tấc gần 4 tấc. Này nó hơi lóc rồi, lóc nhôm nên là cắt nó sẽ cạ vào cây ấy. Nó sẽ hơi chày cái sơn là chuyện bình thường nha. Lóc nhựa thì nó không chày, chứ còn lóc nhôm thì nó sẽ chày bình thường, nhưng mà con này ít dùng lắm. Giật hơi nghe này nha. Hơi miệng bang, hơi miệng bang nha mọi người, cực kỳ ngon luôn. Rồi hàng bãi về sao em bán vậy nha. Thì con này để cho 2,3 triệu nha mọi người nha. Về 393 là nòng nó 40 ly, gần 40 cc, chưa dọn nha. Con này thì anh em nào muốn dọn thì thêm 300.000 nha. Dọn nổi, còn em bán chưa dọn là 2,3 triệu nha, 2,3 triệu không bao ship nha, anh em làm cho có một cây duy nhất.